Xin chào tất cả anh em mọi miền Tổ quốc nha. Bữa nay bên mình mới cập bến về hai em Jibo. Mình xin trên tay giới thiệu chia lửa tới anh em toàn quốc ha. Anh em đam mê rước hai em nó về sở hữu chơi hoặc làm quà tặng quà biếu cho người thân, bạn bè. Anh em cứ gọi cho mình. Mình ship chia lửa tới anh em đam mê toàn quốc luôn. Hàng zin, chính hãng zip của Mỹ, new full box nha anh em. Khi giao tới tận tay anh em thì bên mình luôn luôn bao test chất, anh em yên tâm. Anh em cứ gọi 0909 828 779 nha. Sẽ có người giao cho anh em toàn quốc. Bên phải bữa nay là em đồng khối logo lực lượng quân đội Mỹ, United States Army ha anh em. Em này đồng khối hãng khắc chìm logo quân đội Mỹ, rất là tinh tế tỉ mỉ ha. Anh em trên tay mạnh mẽ sang trọng. United States Army nha anh em. Logo quân đội Mỹ đồng khối luôn, solid brass đáy bằng. Còn bên trái là em hai polychrome trắng cao cấp 1932 ở trên nắp, đó là năm thành lập hãng ha. Và các biểu tượng của hãng Jibo. Cái Jibo đang bật nắp cháy, logo Jibo xéo. Chạy xung quanh là dòng chữ American Classics Made in USA. Em hai polychrome trắng, các biểu tượng của hãng này mang đến phong cách cổ điển sang trọng và cũng biểu tượng của hãng rất là hay cho anh em trên tay. Làm quà tặng quà biếu thì quá là hay, quá là ý nghĩa luôn đó nè. Hàng zin new full box ha. Anh em nào chưa đăng ký kênh, mời anh em bấm nút đăng ký giúp vô Tuấn Nguyễn màu đỏ ngay bên dưới clip luôn ha. Tiện lựa chọn giao lưu giúp vô bên mình. Còn giờ mình xin trên tay giới thiệu chi tiết trước cho anh em. Đây là em đồng khối logo quân đội Mỹ ha. Em nó đáy bằng nha anh em. Mặt sau là những họa tiết vân cắt kim cương cực kỳ độc đáo luôn, vân nổi cắt kim cương 3D. Kính mít cứng khờ luôn anh em này hàng tuyển nha, không có sản xuất đại trà, hàng zin ha, đồng khối luôn. Hàng xịn bên mình thì rất là nhạy lửa, giữ xăng lâu, anh em cứ chế xăng phụ kiện xịn vô là xài rất ok như này. Có nhu cầu và xem hình ảnh thực tế hai em nó thì anh em vô trang Facebook mình, đường link mình để vô mô tả ha. Khắc chìm tinh tế tỉ mỉ lắm, biểu tượng của quân đội Mỹ ha, rất là ngầu. Hàng zin ha, chưa hề đụng chạm nha anh em, new full box luôn. Sở hữu chơi hay làm quà tặng quà biếu cho người thân bạn bè cũng rất là phù hợp đó anh em. Hàng new full box chính hãng Jibo Mỹ, hộp đựng giấy tờ đầy đủ luôn. Soi kỹ anh em xem, đồng khối nha anh em. Anh em nào thử em nó về cứ gọi mình. Còn đây là em hai polychrome trắng cao cấp với năm thành lập hãng 1932 và các biểu tượng của hãng Jibo. Em nó đáy lõm, mặt sau trơn, kính mít cứng khừ luôn anh em. Trên tay bóng bẩy sang trọng, mang đậm phong cách cổ điển, ý nghĩa biểu tượng rất là hay. Hàng zin luôn nha anh em, chưa hề đụng chạm gì tới hết. Số điện thoại hotline mình là 0909 828 779 nha.
Anh em cứ gọi 24 trên 24 giờ, chốt hàng sẽ có người giao tới anh em toàn quốc. Bao test chất thoải mái, kiểm tra hàng thoải mái, anh em yên tâm ha. Bên mình thì giới thiệu chia lửa với anh em nhiều năm qua rồi. Anh em cứ chế xăng phụ kiện xịn vô là xài rất ngon, rất ok ha. Rồi kỹ cho anh em xem luôn. Anh em nào chưa đăng ký kênh, tiện tay nhấn nút đăng ký màu đỏ ngay bên dưới clip nha. Tiện lựa chọn giao lưu giúp bô bên mình. Hai em giúp bô bên ai thì hàng full box, anh em chơi hay làm quà tặng quà biếu cũng rất là hay đó anh em. Hàng zin hết, chưa hề đụng chạm gì ha. Rất là đẹp. Anh em trên tay độc đáo lắm. Và cũng mang đến phong cách mạnh mẽ nha. Đồng khối và 2 polis carbon. Giấy tờ đầy đủ. Rồi, cảm ơn anh em xem clip nha. Mình chúc anh em luôn luôn dồi dào sức khỏe, luôn luôn an khang thịnh vượng ha. Có nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Tạm biệt anh em nha.